mà mình hết ở đây mà mình đặt cái lượng như này rồi hết nó phải, nó hạ lên đây sao? Một tầng mà gõ ngang vậy à? Bấm cho leo qua. Thời gian mình thực hiện kiểu phay là 45 phút. Tất cả các bạn hôm nay các bạn cắt lỗ phay hết nha, chuẩn bị trần hanh vào. Tấm này cắt gì đi? Sốc huyết hả? Rồi cắt mic phay đi, cắt cao lên mic phay. Rồi cắt kiểu gì đi? Layer hả? Rồi cắt top layer không có phay nha. Ok, này cắt kiểu gì đi? Môi ra rồi cắt mic phay luôn. Đây lên layer phải không? Này tóc này có cắt là tóc bờ phầy nha. Này kiểu gì đây? Anh này cắt hả? Tóc này tóc này cắt lộ phầy thôi. Này cắt gì đây? Tóc quyết à? Tóc quyết phải gắt mít phầy nha. Khung 1, khung 2 à. Khung 1 thôi đi méo xèo vậy. Thấy này nó, thấy này móc ở đây không? Cái này người ta đi thẳng xuống đây, đi thẳng xuống đây bo ở đây cái bản này lớn mới đẹp chứ. Để bản nhỏ xíu thì sao đẹp. Hết cái đầu luôn là nó phay hết vậy, nó ra hai phay luôn rồi, nó không còn chia ra cái mic phay và low phay gì hết. Đây nhìn cái đầu nào cũng dưỡng nói là low phay rồi lát nữa mình hết sao cũng là thành hai phay hết trơn, không có hiệu ứng gì hết. Này xuống thấy không, thấy xuống nằm xuống bắt đầu mới thấy được cái g này nè, nó không ngay ngắn đó, bắt đầu mới đi khung trên đó lại. Rồi nhanh nha, 5 phút nữa là hết giờ. Rồi, ok. Còn cắt kiểu gì đây? À, hai phay, lột phay, mất phay. Còn hết đi. Mất phay. Ok, hả? Anh nhớ luyện lại cái vừa rồi thủ chữ nha. Đây còn cắt gì đây? Môi cần low phay mới mít phay. Ok rồi tốt. Đây còn cắt kiểu gì đây? Anh được cắt low phay mít phay hay là hai phay? Low phay. Anh đã cắt lỗ phay. Ok. Rồi ok tốt. Rồi này kiểu gì đây? Short width lỗ phay hay là mid phay hai phay? Thế nào? Mid phay. Short width mid phay. Rồi ok tốt. Này kiểu gì đây con? Undercut low fade. Rồi ok tốt. Đây là kiểu gì con? Player upper fade. Player upper fade bass đúng không? Ok tốt. Còn đây là kiểu gì con?
Mohican Mid Fade. Mohican Mid Fade này á là nếu mà Mohican thì cái tóc này nó lại hơi dài, nó gần như là layer. Nếu Mohican thì con phải cao lên chút, nó như là drop đúng không? Ok rồi, tốt rồi. Này cách gì đây con? Đây là mấy phay hay là lô phay? Nhiều phít mấy phay luôn được không? Rồi ha, cố gắng luyện thêm nha. Con là hơi yếu á, yếu nhất trong lớp luôn á. Thầy tu bổ giết cho con nè ha. Sao cố gắng hơn không? Này là gì con? Sốc bít mấy phay. Rồi ok ha. Đó, cố gắng luyện ha, để ý xương đầu là phải hết nó bê ra, không nó lỡ mà đi sâu quá là bắt đầu nó lòi xương ra nè, không lòi xương ra này nó không có đẹp, mới lòi xương vào đầu khách ra. Ok, cái gì đây con, kêu gì đây, môi cần gì đây, mic phay, môi cần mic phay ha. Cái phần này là phải phay không được đó nha, mai mốt là phải thắt cái này lại cho nó chuyển con nó có hiệu ứng chút xíu. Nên bị hai ngấn hai màu nè, thấy không? Rồi, cũng tạm ổn. Rồi ok. Bài thi hôm nay thì cũng có vài bàn yếu, vài bàn trung bình. Nhưng mà cũng kỹ thuật kéo của các bạn thì thuộc cũng chấm thêm, cộng thêm với là kỹ thuật kéo. Nên cái kỹ thuật của các bạn tốt nên thuộc đã dớt các bạn qua điểm trung bình thì các bạn đậu ha. Rồi. Chúc mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người. Rồi, ngay các bạn. Mấy bạn xuống văn phòng chụp hình nha. Để sau này làm bằng nha mấy bạn. Rồi, chào mọi người. Đỉnh cao nhất Sài Gòn.